Các chị em phụ nữ mà bị suy giảm nội tiết tố này dẫn đến là cái kinh nguyệt không đều, rồi là đau bụng kinh dòng kinh, nhiều lúc hay kiểu bực bội bốc hỏa thì dùng ngay cái cây này. Cây này gọi là cây bầu đất tía này, cây bầu đất tía rừng các bác nhá. Đó, dùng thì chúng ta dùng tươi hoặc là khô đều được. Mỗi bữa lấy một nắm to đấy, đem ra đun mỗi khoảng 1 lít đến 1,5 lít nước đấy, uống thay nước hàng ngày là nó sẽ giúp cải thiện cái nội tiết tố rất là tốt. Đồng thời nó sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt cho các chị em phụ nữ đấy, giúp cho da rẻ hồng hào đấy, sán da, và đặc biệt là cái nội tiết tố của các chị em sẽ được ổn định trở lại. Những cái trường hợp bị nãn tà nhan nhiều là chúng ta nên uống cái cây bầu đất tía này hàng ngày đấy. Ngoài ra cái cây bầu đất tía này còn có tác dụng sát trùng sát khuẩn, liền sẹo liền da rất nhanh, nên trong những trường hợp mà các bác bị vết thương ở ngoài, chúng ta lấy lá về dã nhỏ ra chấm hoặc vắt nước của nó đấy, chấm vào là nó sẽ khỏi và liền da rất nhanh. Trong cái trường hợp bị viêm loét dạ dày, viêm đại tràng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái này xay nhuyễn ra đấy, sau đó thì chúng ta hòa một chút nước ấm và uống đấy, mỗi ngày cứ uống 3 cốc như vậy là nó sẽ trị những cái chứng bị viêm loét dạ dày này, viêm đại tràng đấy, là khỏi rất nhanh. Vì cái cây này tính năng của nó là liền da liền sẹo đấy, kháng viêm kháng khuẩn mà đấy. Ngoài ra thì ở vùng cao còn dùng cái cây bầu đất tía này trong cái bài thuốc trị về viêm nhiễm phụ khoa ở chị em phụ nữ, thì chúng ta dùng kết hợp uống với lại đun tắm đó, đun tắm ngâm rửa cái vùng kín đấy các bác, là nó sẽ giúp khỏi rất là nhanh đấy. Cây bầu đất tía các bác nhá, đây cái mét lá này, mét lá răng cưa này, cái thân nó tía này đó. Đây, các bác ở vùng cao thì chúng ta nên lưu ý và sử dụng những cái cây thảo dược này vì nó rất lành tính, nên là chúng ta mỗi khi mà chúng ta bị làm sao thì chúng ta nên tìm đến những cây thảo dược này, hạn chế sử dụng thuốc tây. Tây y thì nó sẽ rất là hại gan hại thận đó. Thì mọi người xem video thấy video hay và hữu ích thì hãy like chia sẻ cũng như là đăng ký kênh cho mình để mình làm những cái video chất lượng hơn.